Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Quý vị thân mến, nói về những đất nước trường thọ trên thế giới, chắc chắn không thể thiếu Nhật Bản. Tỷ lệ người sống thọ ở đây lúc nào cũng nằm trong top cao nhất thế giới và tỷ lệ béo phì của họ cũng rất thấp. Vậy họ đã làm gì để có được điều đó? Minh Hằng may mắn có dịp được ghé thăm đất nước mặt trời mọc này. Tại đây, nhìn những người phụ nữ Nhật Bản ai ai cũng mảnh mai nhưng đầy sức sống. Người dân thì luôn sống theo quy củ, nề nếp. Bữa ăn của họ trông có vẻ rất thanh đạm nhưng thực chất lại vô cùng giàu dinh dưỡng với các món từ đậu, cá, canh rong biển, rau củ hầm và trà. Nhịp sống nơi đây tuy bận rộn nhưng nét mặt của họ lúc nào cũng nhẹ nhàng và không thiếu những nụ cười trên môi. Tôi đã hiểu phần nào vì sao người dân cả thế giới luôn tôn vinh và học hỏi bí quyết sống khỏe, sống thọ của họ. Và càng ngưỡng mộ hơn nữa khi tôi biết được bí quyết trường thọ của người dân xứ sở hoa anh đào đã được duy trì từ ngàn xưa. Theo đó, người Nhật Bản xưa luôn áp dụng 5 nguyên tắc sống thọ đơn giản rất hay và hữu ích sau đây. Mời quý vị cùng tham khảo. Có một câu chuyện như sau. Một buổi tối tôi đi thăm một người bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại. Người trong điện thoại muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh. Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói: "Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống cũng có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi. Bởi vì mình đã chọn bỏ qua cho họ, nghĩa là không cần thiết phải tìm hiểu họ là ai nữa. Mình an toàn, đó là điều rất may mắn." Thông qua câu chuyện trên, tôi muốn truyền tải đến quý vị thông điệp về cách sống buông bỏ, nghĩ thoáng. Và đây cũng chính là nguyên tắc sống thọ đầu tiên người Nhật Bản xưa đã áp dụng. Biết cách quên đi. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Đôi khi để bản thân vui vẻ, mỗi người cần giảm áp lực cho chính mình. Và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên. Bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc. Học cách quên không phải là điều xấu, mà là sự cân bằng. Hãy chấp nhận, chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Nếu cứ mãi bị giày vò bởi những sai lầm của người khác hay yếu điểm của bản thân, thì chúng ta sẽ bị loại ra ngoài vòng tròn hạnh phúc. Trong Kinh Phật có một câu chuyện kể rằng, Tiểu Hòa Thượng và Lão Hòa Thượng cùng đi hóa duyên. Tiểu Hòa Thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, Lão Hòa Thượng đã cõng cô gái qua sông. Cô gái cảm ơn rồi bước đi. Tiểu Hòa Thượng trong lòng cứ thắc mắc. Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế? Nhưng cậu ta không dám hỏi. Cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ. Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông? Sư phụ điềm đạm nói, ta cõng cô gái đó qua sông thì bỏ cô ấy xuống. Còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống. Cuộc đời con người là một chuyến hành trình dài mà bản thân chúng ta chỉ biết điểm đến tiếp theo khi chúng ta thực sự đến. Chẳng ai biết trước hay dự đoán trước được tương lai. Chúng ta cần phải liên tục bước đi trên con đường đó và cho dù lựa chọn của mỗi người là gì thì tất cả đều di chuyển chứ không một ai dừng lại. Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, có lúc đẹp, có lúc tối tăm, thi thoảng lại nhiều đèo dốc, gập ghềnh, khiến bạn chỉ muốn dừng lại. Nếu như đem tất cả những thứ này để ghi nhớ hết trong lòng, thì bản thân chúng ta chỉ càng chứa thêm nhiều gánh nặng không cần thiết. Hãy nghĩ đến tuổi thơ. Thật hiếm có người nào nhớ hết được tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, ngoại trừ những kỷ niệm đẹp, những thứ sâu sắc mà thôi. Tạo hóa đã khéo sắp đặt điều này, và chúng ta hoàn toàn có khả năng quên đi những thứ mà đổi lấy những điều tốt đẹp. Sự từng trải càng phong phú, nghĩa là càng trải đời thì áp lực càng lớn. Thay vì thế, hãy tự quên đi một chút, vứt bỏ một chút để hành trang gọn nhẹ hơn trên đường. Những gì đã qua chẳng bao giờ lấy lại được, ngoài việc hãy khắc cốt ghi tâm những kinh nghiệm để đời, sống trọn từng phút giây và yêu thương hết thảy. Đây chính là nguyên tắc để có một cuộc sống vui vẻ dài lâu. Nhà thơ Bạch Cư Dị có viết: Tự tĩnh kỳ tâm diên thọ mệnh, vô cầu vu vật trường tinh thần. Tự tĩnh tâm ắt trường thọ, không mưu cầu vật chất tinh thần, ắt sảng khoái. Nguyên tắc sống thọ thứ hai, giữ tâm tĩnh lặng, không suy nghĩ nhiều. Tâm lý nội tại của bản thân,
lúc nào cũng luôn giữ trạng thái trống rỗng, trong sáng, quang minh, lỗi lạc. Đừng nên để bất cứ việc gì khắc ghi trong tâm, trong đầu. Cũng đừng nên để bất cứ việc gì chiếm giữ ám ảnh trong lòng. Vậy làm thế nào để đạt được trạng thái như vậy? Kỳ thực, tĩnh khí một người không tự nhiên sinh ra đã có. Nó không phải từ trên trời rơi xuống. Nó đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện và tích lũy mà thành. Sách vở chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức của những người đi trước, tăng trưởng năng lực, vượt qua sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng thì tâm nhìn của họ càng khoáng đạt và đầu óc thanh tịnh. Còn muốn thiện dưỡng chính khí, Gia Cát Lượng đã viết trong Giới Tử Thư, thư dạy con: làm theo đạo của người quân tử, tu thân thanh tịnh, cần kiệm để dưỡng đức, đạm bạc để nuôi dưỡng trí, tĩnh lặng để nghĩ xa. Tinh khí cần dựa vào sự hỗ trợ của chính khí, chỉ có chính khí trong thân mới có thể danh lợi, không tham muốn, mới có thể không bị vướng mắc phiền toái và làm được, không quan tâm thiệt hơn. Ca dao xưa có câu: ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Nhận định này hoàn toàn phù hợp với hai nguyên tắc sống thọ tiếp sau đây của người Nhật xưa. Nguyên tắc sống thọ thứ 3, ăn được. Hơn một nửa những người có sức khỏe đều ăn uống rất tốt. Ngược lại, những người sức khỏe kém thì chán ăn, tiêu hóa không tốt. Trước đây khi nước Tần muốn đánh bại nước Triệu, Triệu Vương vì đề kháng Tần, liền phái lão tướng giàu kinh nghiệm làm thống soái. Trước khi nắm giữ ấn soái, liền ra lệnh cho sứ giả đặc biệt đi quan sát, xem chất lượng bữa ăn của kẻ địch có tốt không, như vậy mà biết được tình hình quân địch. Muốn sống thọ cần phải duy trì một chế độ ăn cân bằng, hợp lý và đầy đủ. Bí quyết chủ yếu là ăn nhiều rau quả và chỉ nên ăn no đến 8 phần, để tránh mang lại những gánh nặng không cần thiết cho cơ quan nội tạng. Nguyên tắc sống thọ thứ 4, ngủ được. Con người muốn sống thọ phải duy trì chất lượng giấc ngủ được tốt. Dù bạn bao nhiêu tuổi, nhất định mỗi ngày đều nên ngủ đủ giấc. Trong phần tự thuật trăm tuổi của mình, Trần Lập Phu tiên sinh, một người sống thọ tới hơn 100 tuổi có chia sẻ: mỗi tối khi đi ngủ, lên giường ông đều có thể lập tức chìm vào giấc ngủ và thường ngủ một mạch tới khi trời sáng. Mỗi ngày đều có đủ thời gian ngủ và nghỉ ngơi, đây chính là một yếu tố quan trọng giúp bạn có sức khỏe và được trường thọ. Bình ổn tâm thái, ăn uống tốt, ngủ ngon là những điều kiện quan trọng để duy trì một cuộc sống trường thọ. Tuy nhiên, muốn có một sức khỏe dẻo dai, một cơ thể linh hoạt, chống lại bệnh tật, bạn không thể bỏ qua vận động. Nguyên tắc sống thọ thứ 5, hoạt động tốt. Muốn sống được tốt, sống được trường thọ, cần vận động một cách đầy đủ. Tập các bài tập thể dục dưỡng sinh đều đặn vào buổi sáng và tối. Hay sống cuộc sống sinh hoạt lao động của người nông dân, mỗi ngày đều nên cố gắng vận động đầy đủ. Theo kết quả của một nghiên cứu, mỗi ngày chỉ cần ngồi lâu không hoạt động từ trên 3 giờ đồng hồ trở lên sẽ làm bạn giảm mất 2 năm tuổi thọ. Theo một kết quả nghiên cứu mới nhất của trường Đại học Iowa, mỗi ngày bạn chỉ cần chạy bộ 7 phút, dù chạy chậm cũng có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Cũng theo kết quả của một nghiên cứu của trường Đại học London, những người ngồi ít vận động nhiều sẽ giảm 3/4 nguy cơ mắc bệnh béo phì, mà béo phì thì có mối liên quan mật thiết tới bệnh đái tháo đường type 2. Ngày càng có nhiều các bằng chứng cảnh báo về nguy cơ do ngồi nhiều là một trong những nhân tố gây nên tỷ lệ tử vong sớm, ung thư và các loại bệnh mới khác. Vì vậy, khi tới công sở làm việc, tốt nhất là nên ngồi làm việc trong khoảng thời gian nhất định, sau đó nên đứng lên vận động vài phút. Ngày nghỉ nên ra ngoài đi bộ, có thể giúp cơ thể càng khỏe mạnh hơn. Lalani, chuyên gia sức khỏe số 1 trên truyền hình Mỹ, có tuổi thọ cao trên 80, có chia sẻ bí quyết sống thọ như sau. Mỗi ngày đều bắt đầu thức dậy lúc 5 giờ sáng, cử tạ và bơi trong 2 giờ đồng hồ. Chống đẩy hít đất đối với ông chỉ là chuyện nhỏ. Ông cho hay, người già đừng nên ngồi cả ngày trên ghế, nên vận động vì sự sống của chính bản thân mình. Quý vị thân mến, sống thọ là một trong những điều được cả thế giới quan tâm khi nhắc đến Nhật Bản. Và điều mọi người thường thắc mắc là người Nhật Bản ăn uống như thế nào để có một sức khỏe tuyệt vời như vậy. Chế độ ăn uống của người Nhật rất đa dạng, nhưng bữa ăn của họ thì không thiếu 7 loại thực phẩm sau đây. Bất ngờ là những loại thực phẩm này vô cùng rẻ tiền và có sẵn ở Việt Nam chúng ta. Quý vị cùng tham khảo và bổ sung ngay vào thực đơn ăn uống của gia đình nhà mình nhé! Thứ nhất, đậu phụ.
Đậu phụ là món ăn rất đặc trưng trong ẩm thực truyền thống của Nhật Bản và có trong hầu hết mọi bữa ăn. Thực phẩm gần như không màu, không vị này được làm từ đậu nành, giàu protein, sắt và canxi, ít calo và không chứa cholesterol. Ăn đậu phụ giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Đậu phụ đã chế biến thành các món ăn thông thường, còn có tỷ lệ hấp thu dinh dưỡng cao hơn khi kết hợp với các thực phẩm khác cũng giúp làm giá trị dinh dưỡng của món ăn tăng lên. Thứ hai, cá biển. Nhật Bản là một quốc đảo được bao quanh bởi biển, do đó cá đóng một phần lớn trong ẩm thực Nhật Bản. Cá cung cấp rất nhiều axit béo omega 3, giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, có thể làm giảm mỡ máu và giảm cholesterol cũng như tăng cường chức năng não. Đây cũng là món ăn rất có lợi cho bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não của con người, giúp khỏe mạnh, làm mềm mạch máu, phòng ngừa đột quỵ và bệnh Alzheimer. Đó có thể là lý do tại sao mặc dù giờ làm việc của người Nhật kéo dài nhưng họ vẫn tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau. Thứ ba, tỏi. Tỏi có tác dụng khử trùng và ngăn ngừa bệnh tật. Các yếu tố có nhiều trong tỏi như strontium và selenium có thể ức chế sự phát triển của tế bào khối u và tế bào ung thư. Theo tổ chức Ung thư Quốc gia Mỹ, trong số các loại cây có khả năng chống ung thư cao nhất thế giới, tỏi là thực phẩm đứng vị trí hàng đầu. Thứ tư, trà. Uống trà là một phần không thể thiếu trong lối sống người Nhật. Nhật cũng là một trong 10 quốc gia tiêu thụ trà lớn nhất thế giới. Trà xanh không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa uống trà xanh và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư và tăng khả năng tư duy. Thứ năm, khoai lang. Khoai lang được đánh giá là thực phẩm giúp loại bỏ hoặc giảm bớt tạp chất và chất gây ung thư, giữ cho đường ruột sạch, cải thiện môi trường của đường tiêu hóa và ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh về đường tiêu hóa. Đại học Tokyo đã nghiên cứu hiệu quả của 130 loại thực phẩm giúp ức chế cholesterol và thấy rằng khoai lang có hiệu quả ngăn chặn cholesterol cao gấp 10 lần so với các thực phẩm khác. Khoai lang giúp hỗ trợ hạ huyết áp, chữa các bệnh về khớp. Ngoài ra, khoai lang chứa rất nhiều vitamin C và beta-carotene. Sự kết hợp mạnh mẽ các chất dinh dưỡng này có thể tăng cường chức năng miễn dịch. Thứ 6. Đậu bắp. Đậu bắp là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, canxi và đường, có tác dụng ngăn ngừa chứng thiếu máu. Đậu bắp cũng chứa vitamin A và beta-carotene, rất tốt cho sức khỏe võng mạc và duy trì thị lực. Trong số đó, các nguyên tố vi lượng như kẽm và selen cũng có thể tăng cường khả năng ngăn ngừa ung thư và các chứng bệnh khác của cơ thể. Thứ 7. Rong, tảo. Tảo bẹ và rong biển nói chung đều là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và rất giàu các nguyên tố vi lượng khác nhau như protein, chất béo, carbon hydrate, chất xơ, canxi, photpho, sắt, carotin, niacin và iốt. Tại Nhật Bản, rong tảo không chỉ là thực phẩm mà còn được gọi là một phương pháp ăn uống có tác dụng chữa trị và nâng cao sức khỏe trong dài hạn. Ngoài việc ngăn ngừa xơ gan, huyết áp cao và bệnh tim, rong biển còn có thể ngăn ngừa béo phì. Hy vọng với những bí quyết sống thọ đơn giản của người Nhật Bản từ lối sống cho đến cách thức ăn uống trên đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích dành cho quý vị và đặc biệt là những ai đang ao ước và tìm kiếm giải pháp có một cuộc sống khỏe mạnh dài lâu. Chúc quý vị áp dụng thành công và sống thọ trường!